Đây cherry về hàng nha cả nhà. Trái căng bóng luôn, cuốn rồi nè. Rất là ngon luôn. Đây là cherry Mỹ size 9.5 nha cả nhà. Mời cả nhà nha. Đây mình ăn thử cherry đầu mùa nha cả nhà. Ngon ngọt quá trời nha. Rất là ngon nha cả nhà. Căng bóng mịn luôn. Ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Ngọt ngon quá.